chuyển hồ sơ vụ vi phạm xuất xứ hàng hóa của cơ sở kinh doanh hàng dệt may Khải Siêu tại số 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sang cơ quan công an. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Tại cơ sở này, chi cục quản lý thị trường phát hiện 60 khăn lụa tơ tằm bị thay dạng gốc Made in China bằng nhãn Khải Siêu Made in Việt Nam. Trong đó, 4 chiếc đã bán, còn tồn 56 chiếc. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khải Siêu